Tao có bài xuống đúng không? Tao đi tất tay như này thì liệu giờ này dám bắt bằng không? Còn cái đi, còn cái đi. Đi 2 triệu. Mẹ thằng con anh vào trong 1-2 thì mẹ mày dạy anh chưa? Toàn 1-2 anh nhìn nhầm mới sao cái này anh nhìn nhầm bao nhiêu? 2 triệu à? Thì 2 triệu. Bắt bằng 2 triệu chưa thêm này. 1, 2 triệu. 2 triệu có phải 2.000 đâu mà mày. Khổ quá, thế ngày em thắng 2 triệu đúng không? Chưa thêm 1, 2, 3, 4, 5 triệu nữa. 5 triệu thì bỏ được 3 điểm đánh cái gì? Đấy chưa? Ván này không thắng không mà lấy tiền luôn. Đẳng cấp nó phải là khác các anh. Đẳng cấp cái chó gì? Vì cơ bản là các anh mới ở trong tù các anh ra, các anh không biết cái công nghệ hiện nay. Bây giờ tí về em nói cho. Đây gà. Mà sao mẹ chân tay đen xì đi tù về tỉnh tệ bộ. Cắt bài đi. Cắt thì cắt. Mà đéo phải cắt đâu anh em, mình đánh vậy nó new ra new real thôi chứ còn. Đây mấy ông anh tôi. Ông anh đi tù về đúng không? Đúng rồi. Mẹ thằng u ba u ế u. U ế gì bây giờ? Bây giờ cái ván bài như này nhá. Mà tôi đánh liệt rồi không cần lên tôi bỏ đâu. Bỏ bỏ. Có gì mà bỏ? Cái gì? Tôi ván này em bỏ rồi. Mẹ ơi, sắp tán rồi. Sắp tán rồi. Bỏ rồi, bỏ rồi. Thằng cu con này biết đánh bài đấy. Đâu, em chỉ gà đi, gà đi, gà đi. Sắp tán mà không gặp cái gì. Em bỏ mà vẫn không đánh được. Bỏ ai bắt mình đánh đâu mà. Cảnh cứ làm sao thôi. Cứ đéo thế nhỉ? Bây giờ cắt bài để em thế cắt bây bài. Giờ là thằng đánh thằng đánh thì mấy ông anh tôi mà chị bài đây 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 mấy ông anh thì ngồi ngoài thôi hết cà ruột nên em 4 điểm mà hả thì mấy ông anh thì mới cũng biết mà. Cộng điểm đeo đâu nghĩ là đẳng cấp hay gì có bài vỡ lên chưa từ mà bây giờ em đánh cho hai anh ở ngoài xem này bây giờ em không cần lên bài đánh thắng này có tin không ông buộc phép tôi ông biết chưa đấy sao ông còn còn này mày không được khoe nhá tao cho mày xem mới được không được mày không phải khoe à, anh mày bây giờ em mày tưởng ăn con bây giờ bài vẫn để nguyên đây đây bây giờ bài nguyên đây đúng không ba lá đây đúng không đi 1 triệu đúng không bắt bằng bài 1 triệu ba lá thì bài tạo ba lá đi rồi bây giờ bắt bằng 1 triệu mày thừa thêm 1-2 triệu nữa này bao nhiêu thừa thêm 2 triệu nữa thằng này nó chưa được bài đâu nó chưa được bài thì tao cho nó chết luôn 1-2-2 triệu đúng không rồi 5 triệu 1-2-3-4 có 5 triệu khác 5 triệu không? Dấn xu trẻ cho nó 1, 2, 3, 4, 5 này còn 1, 2, 3, 4, 5 triệu nữa này lên bài đi chưa lên bài không cần lên bài rồi. Khổ quá vẫn phải theo bài của em tiếng này và tôi tí em nói cho mới chơi đồ xong à? Em mới chơi xong kệ bài em 2, 3 ôi thằng ngáo ngơ này 5 triệu bắt bằng con thừa 5 triệu khác 1, 2, 3, 4 5 triệu khác này. Thừa 5 triệu không? À, thừa 5 triệu 1, khác. 2, 3, ôi, 4, 5, 5, thua 6, rồi. 7, 8, 9, 10, còn 5. Cầm ừ. Tiền, cầm tiền về. Cầm tiền về cho anh em mày. Còn 5. Anh ta... em mày đi cụt cán đi. Tao giật cái bài mày, bài của tao không nghiêng thì tao không đánh bạc mày luôn. Mỗi bài mày nghiêng là bài tao không nghiêng à? Cho anh xem luôn. Bắt bằng, 1, 2, 2, 3, 4, 5, đâu, anh chưa? 4, 5, chỉ một ván hiểu ngay, bấm 6, 7. Này, 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 này. GVK. Còn đéo còn phải lên bài luôn ấy, thì phải đánh bạc rồi như thế. Thì, cái chân của ai đấy? Thằng ăn may từ của tao ừ. Đang đếm đi. Ua, giỏi thật. Mẹ em đánh nó phải là khác chứ canh cứ ngồi ngoài. Đổi đam đánh gà 2 triệu. Đéo đánh gà 1 triệu. Thằng này thua cay gỡ. Cay cay. Một cay. Thằng chó này. Gà chưa đúng không? Đây là chia bài này. Cay gì? Cờ bạc nó ăn nhau về sau về dài nhá. Nó thật mày nhá, chỉ cần 1 tiếng bài thôi là cũng được rồi. Mẹ bài gì nó hay lắm. Mấy thằng trong trại này. Đâu chưa nào. Ô bà ngồi đứng dậy muốn giấy khô. Cờ bạc ăn nhau về sau. Đấy ngon rồi, ngon bảo rồi cơ mà. Mày đi bao nhiêu đi. 2, 3, 4, 5, 5, 5 triệu. Cái anh không việc của tao. 5 triệu kìa. 5 triệu. Ủa thằng ăn đất mẹ rồi cơ. 2, 3, 4 bài này 7 điểm không có gì. Bắt bằng. Thật không? Bài này 7 điểm không có gì. Việt. Đây 7 này. Bài này phải ký cơ. Này này này, 7 có 7 đô thắng mẹ luôn rồi này. 7 đô rồi. Chưa? 7 đô. Giờ đánh bạc phải như thế chứ. Bây giờ đánh nhá, đánh bạc. Bây giờ như này các anh tin không? Bây giờ em cho ngày chọn bài đấy không mà thắng thì em tin không? Phiền đâu mày. Đây. Mày làm việc đi. Tao cho mày chọn bài đánh nhau với tao thôi. Chọn sao bát? Chứ chọn thì đéo được. Không được chọn sao bát. Mày ngửa bài đấy mày cho ăn. Mày hằn ngửa. À, ngửa bài nên chọn gì? Mày chứ sao bát sắp ca anh em đánh cho thoải mái. Kiểu đéo gì nhỉ? Anh cứ yên tâm. Đéo mẹ. Lên sao bát nha. Đây. Thế giờ mình cũng ngửa đây. Thế bây giờ mày cũng ngửa đây mày chọn mày điên ăn đánh với tao à? Bây giờ đây. Nào nó nói nào. Bây giờ cái gì? Nói luôn. Bây giờ em mà ngửa lên thì lại em lại là bằng nó. Bây giờ em úp xuống em chọn cái anh có tin không? Bây giờ không tin. Có bây giờ anh không tin không? Bây cho bây em chọn cho anh này. Đeo tin. Anh cứ bình tĩnh, giờ mẹ cứ từ từ để cho em chọn cho. Ừ nó đấy, đéo lật bài anh thật. Đấy, có em có lật bài đâu. Tay khéo để có biết giống ngôn phi hay châu tinh trì không ý. Cứ bình tĩnh, điều mẹ cứ mở ra là có tiền có gì đâu mà giống quá đấy. Giống dương quá ấy gì thôi về đây. Đảo cô đi thôi. Cái này có hơn đằng kia không? Chắc chắn là hơn, không hơn sao nó cho gì. Bập bập tiền đây, mày đi bao tiền, mày đi bao tiền. Nếu mà ăn được tao nhá, tao cho mày hết số này luôn.
Được chưa? Bây giờ mày đi mày hối hận không? Tao lại hối hận. Bây giờ tao chưa lên bài hoặc là mày là thằng ngửa bài mày chơi đúng không? Đúng bây rồi. Giờ tao có bài xuống đúng không? Tao đi tất tay như này thì liệu mày dám bắt thằng không? Còn cái đi, còn cái đi. Còn cái đi. Còn cái đi. Anh em mày về đi, về đi. Anh ngửa bài, anh ngửa bài cho. Ba là quy. Thế gì đêm đây cái gì? 3K. 3K đấy. Ui, anh thu tiền vào, thu tiền em ơi. Thu tiền vào. Ba ca này, mày nhìn mở to mắt đấy, 3K này. Đèo mẹ đánh bạc chứ, đẳng cấp chưa? Ôi này cay, ôi thua cay. Anh em cầm về, cầm tiền về đây. Thì để mà hiển được hiển thị các cái số ở trên lưng cái bài để mà chiến thắng được 3K ăn 3Q thắng hết số cái số tiền ở ngoài này. Thì bây giờ tôi hướng dẫn anh em cái cách để anh em đi chơi liêng anh em có thể nhìn được bài người khác nhá. Thì ở đây là anh em phải có cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài như thế này. Đấy thì bây giờ để mà chứng minh được là cái kính này nhìn được xuyên bài hay không ấy thì là tôi sẽ đeo cái kính này vào camera để cho anh em xem lại cái, như cái clip vừa nãy nhá. Đây là, đây là cái mắt kính của nó này. Tôi sẽ đổ ra cái bát như này để anh em dễ hình dung này. Thấy chưa? Đấy anh em nhìn cái mắt kính rất là nhỏ nhá. Cái kính này thì để đeo vào trong mắt. Có anh em nào muốn xem trực tiếp video tôi đeo vào trong mắt thì cố xem hết cái video này đến cuối đoạn video tôi sẽ đeo vào trong mắt của tôi. Còn hiện tại là tôi sẽ lấy cái kính này ra này. Cho ra tay cho anh em nhìn kỹ nhá. Đây. Mắt kính siêu mỏng và siêu nhỏ anh em sẽ đeo vào trong mắt của mình. Tôi sẽ quẹt cho nó hết nước đi nhá. Anh em nhìn kỹ này. Rồi. Và bây giờ anh em nhìn cái kính ấy, rất là nhỏ này nhá. Và tôi sẽ đeo vào cái mắt camera cho anh em thấy được là nó sẽ nhìn được xuyên qua cái lá bài, nó nhìn được cái số ở trên lưng cái bài bình thường như này. Còn bài này là phải bài của mình nhá thì mới nhìn được. Đây cái mắt kính này tôi sẽ dán camera cho anh em thấy luôn này. Đây nhá, cái kính này anh em nhìn này. Bây giờ này, anh em nhìn camera tôi bật lên này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn được các cái số trên lưng cái bài đây. Khi mà chúng ta bỏ cái mắt kính này ra, anh em nhìn kỹ nhà tôi bỏ ra này thì là camera là hoàn toàn là bình thường, sẽ không nhìn được cái bài nào cả. Đây anh em nhìn chưa? Nó sẽ không nhìn được cái bài nào hết, nhưng mà khi tôi sẽ dán cái này vào. Dán cái này vào mắt camera đây. Dán vào như thế này thì anh em nhìn các cái số trên lưng cái bài đấy ạ. Hơi nhiều nước, tôi sẽ chỉnh cho nó nét hơn một tí cho anh em thấy được nét hơn này. Đây. Ok anh em, nhìn thấy chưa? Anh em nhìn thấy đúng cái ván bài vừa nãy chưa? Cây quy này, cây quy này, ba cái quy và ba cái ca anh em thấy chưa? Đấy là khi chúng ta đeo vào mắt điện thoại nhá. Thấy chưa? Đấy rất là rõ ba cái ca đây. Đấy và ở đây là tất cả các lá bài đây, anh em thích nhìn cái nào anh em chỉ cần nhìn này, cái đây cái 2 này. Đấy tôi sẽ bỏ cái 2 bên cạnh cho anh em nhìn rồi, cái 2 này. Tiếp này. Cái này cái 3 này, anh em nhìn cái 3 chưa? Số 3 đây. Thì giơ ra ngoài thì đúng là số 3 chưa? Và đây tiếp tục này, đây là cái 7 này. Anh em nhìn số 7 này thì anh em đưa ra ngoài là cái 7 này. Đấy chỉ với một cái mắt kính siêu nhỏ và siêu thần kỳ như này. Bây giờ bỏ ra thì không nhìn thấy gì này. Thì anh em sẽ đeo cho tôi cái mắt kính vào trong mắt. Được chưa? Thì khi anh em đeo vào trong mắt, camera chính thì anh em sẽ nhìn được như thế này. Ok cho anh em nhìn thấy rõ chưa? Và đây là ba cái quy này, anh em nhìn thấy ba quy này. Khi đi chơi liêng chúng ta chia bài ra chúng ta sẽ biết được bài đối phương luôn. Đây anh em trộn bài này. Khi anh em chia ra như này nhá, chia ra thì anh em sẽ nhìn được là bài của họ là có những cây gì, anh em thấy chưa? Như bài họ là cây 6, cây Q và cây K thì bài của họ chỉ có 6 điểm thôi. Còn bài của chúng ta là QQK, nếu mà đánh nghiêng ấy, thì đây là gọi là ba cái hình nó nên sẽ lên được đĩ, anh em sẽ thắng người ta này. Đấy, thì anh em là muốn nhìn được xuyên bài như vậy thì anh em chỉ cần mua cho mình cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thấy chưa? Đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài hàng cao cấp nhất nhá. Còn bây giờ tôi sẽ đeo trực tiếp vào trong mắt của mình, anh em xem luôn này, anh em theo dõi hết clip luôn này. Rất là đơn giản đúng không? Đặt một phát là ăn luôn này. Chúng ta hơi đảo mắt một tí. Đấy anh em sẽ nóng mắt đi. Dạ, thì cái kính nó đã vào trong mắt rồi. Thì anh em nhìn thấy không? Chưa vào. Chưa vào. Đó, ok. Thì bây giờ là hiện tại là mắt tôi là một mắt đã đeo vào kính vào rồi và một mắt chưa đeo, anh em nhìn nó sẽ rất là bình thường đúng không?